Mô. Bây giờ cô này sẽ mở hộp màu xanh. Hộp màu xanh đây. Đổ ra nè. Tiếp theo cô này cứ nhào nó cho nó mịn đi. Nó mịn mà. Wow, dính một hồng ở trong đây luôn rồi. Chảy đi. Không sao đâu. Xếp cho nó tơi xốp mịn. Chưa. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ làm con tôm chứ. Con tôm màu xanh giống như cái màu này. Rồi sẽ ẩn nó vào. Dở ra. À, con tôm rồi kìa. Đó, con tôm rồi. Giờ dùng cái gì đây? Dùng con dao. Cắt nha. Con tôm bị bể rồi. Bể cái đuôi con tôm rồi. Lại. Chúng ta sẽ làm lại. Nhìn cái giò nó làm. Đó, sập xuống. Đó, cắt nha, cắt nha. Em không cắt nha. Gì luôn. Thế là, bỏ mà. À, thấy chưa, bây giờ cô này học được cách làm rồi nè. Thấy chưa, đẹp chưa? Cô này học được cách làm rồi. Làm hay hơn, nhanh hơn và đẹp hơn. Xong con tôm. Chúng ta làm con sư tử. Này sư tử như con dê ta. Cái con dê mà nó phải có sư tử không? Cô này làm rồi. Sao lên. Rồi, thử xuống. Cắt nha. Bể rồi thấy không? Người làm bể rồi. Nha luôn. Nào vô cắt nha. Đó. Con dê. Và cuối cùng, con cuối cùng chính là con thiên nha. Cô này sẽ làm con thiên nha. Cô này chưa thấy con thiên nha bao giờ hết. Chỉ là trong cái trí tưởng tượng của cô này thôi. Các mẹ thấy con thiên nha chưa? Rồi dùng dao cắt. Rồi bể rồi. Tệ quá. Cái dầu sao quên luôn. Làm lại. Đó, nhà xong. Con thiên nha. Dạ đã xong rồi, hoàn thành 6 con. 3 màu, 2 màu chứ nhầm. Mỗi màu 3 con. Wow, và các bạn ơi, video này đã hết rồi. Các bạn thấy video này hay hãy bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cu Lì cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video lần tới nha. Chào tạm biệt. Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì sẽ giới thiệu các bạn một món đồ chơi. Đây, đó chính là đồ chơi Face Sand. Mà Sand Game có nghĩa là trò chơi các động lực. Wow, các động lực nha các bạn, đẹp lắm. Ồ, đó, nạo thành con thú luôn. Bây giờ cô này sẽ mở hộp đồ chơi này ra nha. Các động lực. Đồ chơi các lực nè, thấy chưa? Con gà nè, con thiên nga, con sư tử, con voi, con cá heo, con tôm hùm. Đó. Wow. Các này rất là mềm, chơi đã lắm.
Hôm trước thì có hai bộ đó, cô liền mở cho các bạn xem rồi đó. Nhưng mà đó là nặng khủng long, còn này nặng thú. Thì cô liền sẽ tháo ra. Wow. Đèn tới vàng. Đó, ôi hai màu luôn. Có hai bịch màu luôn, lạ chưa? Wow. Wow. Đẹp quá. À, đây là cái khuôn nặng nè. Con voi. Con sư tử. Con thiên nga. Con gà. Rồi, năm nay năm con gậu rồi, tuổi con gà luôn nè, có con gà luôn. Đúng luôn rồi. Đó, con gà. Con cá heo. Con tôm hùm. Đây là con dao và cái khay để làm cát. Đây là cát động lực. Thêm một bịch cát động lực nữa. Rồi, con này sẽ đổ ra. Con này sẽ cho cát động lực vào đây nha. Mình cùng làm cái này cho nó sạch sẽ. Đây. Đã chưa? Cát động lực. Tiến lên. Mở ra nào. À, mình dùng màu hồng trước. Cát động lực màu hồng. Trời ơi. Để cô lại dùng bao tay nha. Để bao tay lại. Cho nó sạch sẽ. Thay bao tay của cô Lì. Cô Lì sẽ gắn bao tay vào. Rồi chúng ta cùng nhau chơi. Wow. Hay à. Cô Lì đeo nhầm rồi. Rồi. Wow. Đã lắm nha. Nó cứng. Tại vì bây giờ mình phải bóp cho nó mềm ra đã. Bạn thấy chưa? Wow. Cát động lực nha. Mang xem. Giờ nó đã mềm nha rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta có thể bỏ cái khuôn vào nặng được rồi đó. Này. Bắt lại. Bạn thấy nhìn. Cô này sẽ nặng con gà trước đi. 5 con gà, cô này sẽ làm con gà trước. Đúng không? Bắn vào. Thêm cát vào. Ây da, con gà có nuôi không? Trời ơi, con gà đây nè. Lại nào. Nó chưa có dính, thì con này cho nó dính vô. Bắt mạnh luôn. Cho nó thành con gà. Mấy cái phần dư mình cắt đi. Mình bắt những cái phần dư. Con gà. Đó, các bạn thấy con gà chưa? Con gà trống. Xong đứt ra rồi. Mềm quá. Thôi mình làm con tôm đi. Là xong rồi để sang một bên. Mình nảnh nó xuống này cho nó lẹ. Nói chưa, con gà nè. Đó, cô ảnh xuống đây là con gà nè. Wow. Cô này sẽ cắt ra, cô này sẽ để bên đây. Wow. Dùng cái tay nâng lên. Đừng có xích ra nha. Sợ nó mềm lắm các bạn, nó dễ bể lắm. Đúng chưa, nó muốn bể rồi nè. Wow. Đó. Ok, con gà.
xếp hè chúng ta sẽ nặng con gì? Con thiên nga. Không thiên nga đâu, nặng con cá heo đi. Thích con cá heo. Con cá heo là con cá heo thôi. Yeah. Ê, có bẫy. Xé bẫy. Trời ơi, mừng quá. Cái này bẫy này rồi, bỏ ra. Đó, cá heo. Cá heo con nữa nè. Wow. Mọi người thấy chưa? Làm một con nữa mình đổi màu nha. Con này sẽ làm con voi đi. Làm con voi nữa mình sẽ đổi màu. Không được bể. Wow, yeah. Được con voi rồi. Oh yeah, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm màu khác. Con này sẽ cất mọi người đi, mà lấy màu khác.